Lê Minh muốn chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay một chiều chủ nhật đấy cả nhà. Minh mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với Minh một buổi chiều chủ nhật, xem cái khung cảnh của bãi sau thành phố Vũng Tàu có náo nhiệt hay không, thì mời cả nhà hãy cùng đi với Minh nhé. Lời nói đầu tiên, Minh chúc cho cả nhà luôn luôn được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc cho cả nhà. Thì cả nhà xem thấy kênh yêu thích của Minh thì hãy bằng cách đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ Minh để cho Minh có động lực làm video hay hơn nha cả nhà. Giờ mình mời cả nhà hãy đi với mình nhé. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi cả nhà. Đấy, mình đang đứng tại khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu. Mình mời cả nhà hãy đi với mình trải nghiệm một chút xả chết khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu trong cái buổi chiều chủ nhật hôm nay, cái khung cảnh hình ảnh như nào như thế này. Một du khách rất là đông. Tôi nghĩ chụp hình rất là đẹp, hình ảnh rất là xinh tươi, một biển người luôn, rất là đông. Đúng nghĩa với chiều chủ nhật. Thường khi cả nhà biết không, thường khi chiều chủ nhật thì các du khách ở nơi xa thường người ta đã về hết rồi, nhưng mà hôm nay rất là ngạc nhiên là du khách vẫn ở lại tắm rất là đông luôn. Biển hôm nay sóng gió hơi là lớn, tại vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mấy ngày nay cả nhà. Mấy ngày nay hầu như chiều nào cũng mưa, mưa rất là lớn luôn, thậm chí là đường xá bị ách tắc giao thông luôn cả nhà. Năm giờ chiều nhưng mà lượng du khách rất là đông. Rất là đẹp. Rất là nhộn nhịp đông vui phải không cả nhà. Mùa hè mà ngày nào cũng đông. Đúng là một biển người. Hiện tại bây giờ là cái nước thủy triều đang rút xuống, cả nhà xem này, bãi cát dài, bãi cát chảy dài luôn, rất là rộng, cho nên lượng người cũng phân tán bớt. Bãi cát chảy dài, rất là nhiều các bậc phụ huynh đưa các cháu đi tắm biển cũng như là giới trẻ chụp hình kỷ niệm. Những hình ảnh thân thương. Phía trên bờ cả nhà xem ở trên bãi cát đại dài, người ngồi là rất là đông luôn. Đó, chứ không phải riêng ở dưới biển tắm không rồi cả nhà, rất là đông luôn. Một
bãi biển không lúc nào nghỉ, lúc nào cũng ngập người, rất là vui. Dấu hiệu cũng mừng cho đất du lịch, có lượng du khách đổ về đông như này thì đất du lịch cũng mừng, kinh doanh buôn bán. Nước chảy dài luôn, nước thủy triều bây giờ đang rút xuống cả nhà. Đó, người trên bờ, người dưới biển rất là đông luôn. Cả nhà nhìn thấy ghe vào đậu ở trong này, thấy không ạ? Áp thấp nhiệt đới ghe đánh cá vào trong này đậu. Đó, cho nên là mấy ngày nay mưa rất là lớn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới người du lịch, khách vẫn là đông, du khách vẫn tăng đông như thường. Rất là đông vào cả nhà. Những thuyền sóng gỗ rất là lớn, đánh bay cả người rồi. Rất là thân thương và đẹp. Đúng là một biển người vào ngoài nhà. Rất là đông vui nhộn nhịp, đúng là một bãi biển du lịch. Người không là người, một biển người. Trong video có hơi ồn hay là
cái vấn đề thì cả nhà cũng hoan hỉ thông cảm cho mình như cả nhà, tại vì cái khung cảnh ở biển mà mình quay video rất là khó, tại vì gió rất là lớn như cả nhà, độ ồn nó cao, mình mong cả nhà cũng hoan hỉ. Cả nhà thương yêu kênh của mình thì hãy bằng cách đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thất nghiệp mới cả nhà. Đến người cả nhà xem, mình zoom lại. Quá trời người luôn. Trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất tới với cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong 19 giờ tối ngày mai cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ.